Hello mọi người, mình đang ở đâu? Mình cho mọi người biết mình đang ở đâu. Không. Một nơi rất là đẹp, có nắng và có gió. Đúng rồi đó, hay hôm nay mình được quay bà chủ đổ bánh nha. Cô là cô Nguyệt hả? Cô Nguyệt đúng rồi. Đổ đây mấy chục năm rồi? 20 năm rồi. 20 năm làm nghề này luôn hả cô? Đúng rồi. Vậy là tiệm cô mở được 20 năm rồi hả? 20 năm tốt. Mấy năm nay đến là 20 năm. 20 năm nuôi con học bằng cái này luôn đúng không? Quá giỏi luôn. Ủa là mình nhắm à đâu làm đi khét bánh bây giờ kìa. Ôi, nướng bánh mà đeo sàn bự quá cho bự kìa. Rồi bỏ này úp vô cái hành nè. Đó, cái nó ngắm cái hành vô. Rồi cái mình lụm cái bánh này ra. Bỏ ra đây. Đây là được cái bánh. Có khi lúc nào cũng biết hình. Bỏ cái bánh vô chén anh. Bỏ bánh vô đây ăn. Cảm ơn anh đã quảng bá. Quảng bá thương hiệu. Cái này giúp hơn quảng bá thương hiệu. Còn quảng bá thương hiệu. Sao anh? Anh có quảng bá thương hiệu này Facebook cũng là hay nhất với anh. Cái này kêu là món bánh căn nha. Đó, trong đây là có thịt xíu mại, da heo, tóp mỡ, xoài. Và ăn thêm con cá nữa nên mới đúng bài. Đó. Mày. Mày. Quá giờ hấp dẫn luôn. Trước tiên là chúng ta cắn một miếng ớt nè. Rồi, sau đó là múc một miếng. Da heo. Bánh này bánh trứng nè. Quán này ở Phan Thiết nha. Quán này nằm ở Hải Thượng Lãn Ông, tên là Lân Nguyệt. Bánh căn Lân Nguyệt. Lân Nguyệt. Gặp miếng cá nữa nè. Rồi cái này ngày mai tiệm cái này nổi luôn. Chứ nấu lâu rồi nổi quá trời luôn. Giờ nấu hơn nữa.
đó. Ăn được không? Không biết ăn được không mà ngồi ăn quá trời. Vậy thôi ăn nha. Da heo. Da heo nữa. Xoài. Chấm vào nước. Căng nóng hổi bốc khói nhúm vô đó là lý do tại sao hôm nay có một người không chịu ăn bánh canh mà nhất định phải đòi ăn bánh căn là như vậy đó. Cắn một miếng ớt nữa. Một cục khí mại quy trình ăn bánh căn tới đây là kết thúc. Như vậy thôi là đủ thèm rồi. Bây giờ cho mọi người coi cái bàn đồ ăn. Bánh căn thì có rất là nhiều tỉnh thành có bánh căn nha mọi người, nhưng mà bánh căn ở Phan Thiết đặc biệt là nó sẽ khác cái bánh căn ở Đà Lạt, ở chỗ là ở Đà Lạt là nước mắm hoặc là mắm nêm, nhưng mà trong cái bánh căn thì thường chỉ là trứng cút hoặc trứng gà rồi mình ăn với một cái chén nước mắm, nó có ở trong đó là nó sẽ có một cục xíu mại như vậy nè đó. Nhưng mà cái bánh căn ở Phan Thiết thì nó sẽ khác, nó đặc sắc hơn, nó có da heo, nó có trứng và đặc biệt là nó có cá nục ha, cá nục rất là tươi đó. Đó, và khi mà mình ăn bánh căn này là mình chan vài muỗng nước cá vô cho cái chén nước sốt của mình nó đậm đặc hơn, rất là ngon. Không phải ai cũng biết đâu, tại chị chủ chỉ mới chị mới biết đó, quán rất là đông. Nha, xin chào và hẹn gặp lại ở những clip ăn khác. Cái này là đường gì vậy? Cộng là trên số đường 8 Hải Thượng Lãn Ông. Quán này nằm ở số 8 Hải Thượng Lãn Ông nha. Mai mốt mọi người nhớ tới quán Lân Nguyệt ăn nha. Còn bây giờ thì mình về Sài Gòn lại.